Tuấn Japan hôm nay vừa khui xong, thì hôm nay khui mấy cái sản phẩm. Thì đây là cái sản phẩm ghế massage Furiki SKS 6800. Cái dòng SKS bao giờ đặc biệt, tức là cùng dòng cùng đời với Furiki AS, thì cái dòng SKS này nó được design về hình thể. Cái vẻ đẹp bên ngoài thì bao giờ Tuấn Japan đánh giá là nó nổi trội hơn cái dòng AS này. Ví dụ đây, camera camera quay vào đây, đây này, những cái đường chỉ này bao giờ nó cũng nổi hơn này. Đấy, đường chỉ nó rất là nổi đều mà nó design rất đẹp hơn đây. Những về cái form hình dáng thì nó về dòng Furiki thì nó là một cái hình dáng là nó tương đối giống nhau, nhưng về cái chi tiết thì nó khác nhau, về chất lượng da và cái design túi khí các thứ nó hoàn toàn khác nhau. Và cái dòng này này để xoay xung quanh. Đây này, Fuki AS6800 đó. Đây, Tuấn Japan sẽ test luôn, trực tiếp luôn. Đấy, về hình thức dáng bên ngoài và da rất là đẹp. Riêng cái dòng Furiki VIP đây, đề cao này thì bao giờ cũng có cái bài 30 phút kéo giãn đỉnh cao này, rồi là kéo giãn này, vai cổ này, mông eo này, nhanh 7 phút này. Và đặc biệt là dòng Furiki này là có thể mình dùng được 4 ngôn ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Trung. Đó. Tuấn Japan để test cái lưng hạ chân. Rất êm ái. Lưng hạ lưng. Đây là cái quy trình của Tuấn Japan. Tại vì khi mà ở bên Nhật thì là đã được test rồi, đã được kiểm chứng rồi, nhưng quá trình về vận chuyển thì Tuấn Japan khui và test ngay trực tiếp. Đó. Dòng Furiki này thì bao giờ lại có cái điều chỉnh và bằng điện để thò thụt cái chân con này, để cho người cao người thấp là có thể là đều vừa hết. Đó. Khi mà mình test này, mình để ý là các van túi khí nó có bị vấn đề gì không. Đó, và sau đó là Tuấn Japan sẽ kiểm tra những cái đường ống van nó chỉ ở bên sườn này. Đấy, thì nó có, nếu mà vận chuyển nó có vấn đề gì thì mình chỉ cắm lại một chút thôi. Còn cái những cái rắc van bên trong thì hoàn toàn là nếu mà không tác động lực cực mạnh thì không bao giờ là cái rắc dây van còn túi khí nó thể tung ra được, tại vì cái đầu van đấy nó bao giờ nó có cả cái đường dây lạt thít rồi. Cái dòng SKS Furiki SKS 6800 này nó trị liệu rất tốt. Nó chỉ sau thua mỗi cái dòng Furiki SKS 6900, Furiki SKS 7100. Đấy là cái sản phẩm này nó đang đứng gọi là top 3 của cái Furiki SKS.
Dòng Furuki SKS thì cái sưởi hồng ngoại đằng sau lưng này, này bao giờ cũng là nó nóng rất là nhanh. Đấy, rất là ấm lưng. Đấy, con lăn đang hoạt động rất là tốt. À, đặc biệt nữa là cái dòng ghế của Nhật nội địa đã tiết kiệm điện rồi, nhưng riêng dòng SKS này thì cùng đời bao giờ cũng tiết kiệm thêm được khoảng 10W điện. Đấy. À, một trên một con ghế cùng một con ghế này thì là dòng SKS bao giờ cũng tiết kiệm điện hơn. À, hôm nay tuần Japan khui cái ghế massage này, Furuki SKS đây, anh chị em hãy xem và lựa chọn và liên hệ Tuấn Japan để biết cái chi tiết hơn về sản phẩm và cũng như giá. Đó. Anh chị em hãy đăng ký kênh của Tuấn Japan, like, chia sẻ để lan tỏa những cái điều tử tế, những sản phẩm tốt đến những tay khách hàng, những người tiêu dùng. Đó. Xin chào tất cả anh em.